Đây quá quá trình đốn hoài dừa. Bắt thẳng lên. Cuộn dây vô cái quầy của nó. Một người cầm ở dưới này kéo. Kéo căng ra hả? Kéo căng ra, một người dưới kéo căng dây ra nè. Trên này chặt. Rồi nhả dây rồi nó hạ xuống từ từ. Thao tác rất là nhẹ nhàng. Nhả nhẹ dây xuống là lấy được quả dừa. Kéo vậy nó có nhẹ không? Người mua dừa này chỗ Kinh Hát này, núi Sập. Không phải. Cái này mình dòm sao mình biết trái nào nó vừa. Đâu ông chỉ tôi coi. Dòm sao? Cái này nó còn tươi hả? Còn nó túng lại vậy là nó già. Nó co lại hả? À. Ở dưới này còn là nó bóng nó non về là được à. Này bóng thẳng màu à. Cái này nó thẳng nó bóng là vừa ăn được vừa. Còn dừa mà chỗ này là nó nhanh nheo nè. Nó không có bóng mà thẳng. Cái này ngoài này nhìn đít nè. Không bóng mà thẳng thì nó dừa nó đã già rồi. Đây là cái cách nhận biết dừa non và dừa già. Như quả này cũng già nè. Như đít này nó nhanh nheo nè. Là người ta biết nó già hoặc là người ta nhìn cái đầu cuống nè. Không còn bóng nữa. Đó là cái cách nhận biết dừa non và dừa vừa. Ừ.
Vừa cái đít nó còn bóng là nó còn non. Nhưng mà quay này là hái được. Cuộn dây vào khoác qua hai cành dừa, một người ở dưới đứng kéo thẳng dây, người trên chặt cái cuống của nó. Kéo quả dừa xuống rồi. Nhìn rất là nhẹ nhàng. Này là phụ nữ cũng có thể làm được. Kéo thẳng dây, người trên bắt đầu chặt. Quả dừa nặng ở trên 10 kg. Một trái bị chuột ăn chảy nước, nó bị một trái. Quả dừa này nó khoảng 60-70 trái. Quá sai luôn. Cái trái khủng khiếp.
mình đốn cái ở trên, đốn cái nhánh trên nghịch xuống thôi dễ. Ừ, xong rồi đốn xuống nhẹ nhàng. Cái chân của anh ra kéo xuống rất là nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Quả dừa khoảng 20 kg, một tay kéo xuống. Cái dừa nó dẫn theo ao. Nắm ở chân bà. Dừa cái đít này nó bóng, dừa non, hoặc là xem ở cái cuống này nè, bóng là non, hoặc nó nhanh nheo thì nó là dừa già.
cho bà kia làm mới in coi. Dạ. Có hoài cho bà kia làm mới in nha. Nó mua hai chút cá. Khóa cái giò không kéo. Này quay được 20 kg á. Rớt. Ừ. Chùa đó.
Ôi, một trái lớn. Chuột nó rụng rớt bất cứ nào. Kéo thẳng dây nè. Kéo thẳng dây. Trên bắt đầu chặt. Nhả dây xuống từ từ. Thao tác rất là nhẹ. Cứ từ từ nó xuống. Rất là nhẹ. Tại nhanh quá rớt. Được mà lại được chứ đâu có ai già đâu. Rồi.
trên đó. Oh, cool.